Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh vừa yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình quản lý sử dụng quỹ nhà tái định cư. Cụ thể, Thứ trưởng đề nghị các địa phương rà soát, kiểm tra việc quản lý sử dụng quỹ nhà tái định cư trên địa bàn tính đến tháng 5 năm 2022. Đồng thời, các địa phương cũng phải tổng hợp các dự án, số lượng nhà ở tái định cư không còn nhu cầu sử dụng để bố trí tái định cư và có nhu cầu chuyển đổi quỹ nhà này sang làm nhà ở xã hội, nhà ở thương mại hoặc mục đích khác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM vừa giao các đơn vị liên quan nghiên cứu các định hướng phát triển dài hạn đối với khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP giao các quận Tân Bình, Gò Vấp, Tân Phú nghiên cứu các giải pháp phát triển đô thị xung quanh sân bay trong quá trình tổ chức lập điều chỉnh tổng thể các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn quận. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất các mô hình phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn quận phù hợp thực trạng phát triển kinh tế xã hội nhằm khôi phục phát triển kinh tế địa phương sau đại dịch COVID-19. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng các quy định chế độ thưởng phạt đối với các chủ thể có liên quan đến triển khai đầu tư xây dựng dự án hạ tầng giao thông thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đáng chú ý, bộ này kiến nghị Thủ tướng cho phép giữ lại kinh phí còn dư sau đấu thầu, bao gồm chỉ định thầu của các dự án trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và các công trình dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải để có nguồn thưởng hợp đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang vừa xin Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa góp ý về phương án xử lý dự án hợp đồng liên doanh liên kết trên đất quốc phòng. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, hiện nay có nhiều khách sạn, trụ sở, công ty, doanh nghiệp tại thành phố Nha Trang được xây dựng trên đất quốc phòng, không phù hợp với quy hoạch chung. Do đó, sau khi có ý kiến thẩm định từ Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang sẽ hoàn chỉnh theo các nội dung góp ý từ các ngành để cập nhật, hoàn thiện đồ án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thành phố, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt. Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa thông qua nghị quyết về việc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để giải phóng mặt bằng dự án thành phần 3 thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1. Theo đó, nghị quyết thống nhất bố trí vốn ngân sách địa phương để chi trả 50% chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng với tổng số vốn là 670 tỷ đồng, tiến độ bố trí vốn trong năm 2022. Trong trường hợp tăng tổng mức đầu tư so với quyết định chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tỉnh này sẽ bố trí đủ số vốn tăng thêm tương ứng. Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có kết luận thanh tra toàn diện Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt. Theo thanh tra Bộ, ông Trần Đình Sơn, nguyên hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt có liên quan đến nhiều sai phạm đất đai, sử dụng tài sản công. Cụ thể, ông Trần Đình Sơn đã có chủ trương để công đoàn trường ký hợp đồng cho thuê hơn 5.200 m² đất, ký hợp đồng liên kết với chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Creesta Việt Nam, công ty trồng dâu trái quy định. Bên cạnh đó, ông Sơn còn bị xác định đã cho công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Thắng Đà Lạt thi công trung tâm dịch vụ và đào tạo lái xe với diện tích gần 11.000 m² đất của trường, vi phạm các quy định của pháp luật. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đoàn Văn Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long do sai phạm liên quan đến vụ công ty Việt Á. Ngoài ông Hùng còn có hai cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cũng bị khởi tố bắt giam. Theo cơ quan điều tra, trong 11 gói mua sắm tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, công ty Việt Á có tham gia 6 gói thầu với 5 hợp đồng cung cấp hóa chất vật tư môi trường phát hiện SARS-CoV-2. Tổng giá trị 5 hợp đồng là hơn 24 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa quyết định thành lập khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá có diện tích hơn 214 ha tại huyện Vĩnh Linh. Theo đó, khu công nghiệp này nằm trên địa bàn các xã Vĩnh Long và xã Vĩnh Chấp do công ty cổ phần Quang Anh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, khu công nghiệp này có tổng vốn đầu tư 925 tỷ đồng với mục tiêu đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cho thuê văn phòng, nhà xưởng.
Liên quan đến dự án đầu tư công trình đa chức năng Postel tại số 61 Trần Phú, Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các bên liên quan và chủ đầu tư, tổ chức thi tuyển để lựa chọn phương án kiến trúc, đóng góp cho không gian cảnh quan khu vực. Phương án thi tuyển theo hướng giảm số tầng hầm, chuẩn hóa chức năng, công năng công trình.